Rồi ok, hôm nay chúng ta quay chài Akihan 178 vé. Ủa, tỷ lệ hụt rất là cao. Mấy anh em thích vui vẻ thì tôi vui vẻ với anh em luôn. Rồi. Được. Đây, quay cho mấy anh em luôn. Mấy anh em thích vui vẻ thì vui vẻ luôn. Bây giờ quay ra hồn nghỉ. Quay ra hồn ngưng mấy anh em ơi. Quay ra hồn thì sưu tập cái hồn thôi. Để có cái hồn chày thôi. Mình là người nắm giữ linh hồn mà. Rồi. Em gái của ta đang biểu diễn piano. Quan trọng. Nữa bay 20k nữa, gì 20k nữa 30 lần rồi, 40. Rồi 50 nổ luôn nè, 50 nổ luôn nè. Rồi cống hiến mấy anh em ơi, cống hiến tới chết. Game bây giờ game nó phụ tôi mà, tôi có bao giờ phụ game đâu. Tôi cống hiến hết mình với mấy anh em thôi. Rồi chưa ra gì luôn. Cống hiến mấy em ơi, cống hiến hết mình vì đam mê. Cống hiến hết mình vì đam mê luôn mấy em ơi. Mà hôm nay tự nhiên sao mà ra này đây ra rồi. Ra cái hồn rồi. Ra viên đá luôn thôi chịu. Trời ơi má, tao nói quay hết 180 vé thì đúng kiểu đau thương luôn rồi. Trời ơi, viên đá đầu tiên rồi, viên đá đầu tiên rồi, tao thấy có điềm rồi đó. Content đến hơi thở cuối cùng. Nhiêu rồi? Sao cứ hit đất hoài vậy? Sao server nào nó cũng hit đất hết vậy? Rồi 59 nè. Đấm. Ồ vẫn chưa ra luôn. Thôi đồ tôi thấy là quay 178 vé yếu đủ rồi đó. tôi thấy là thiếu gì rồi đó, tôi thấy là chuẩn bị nguy cơ 20.000 rồi đó. Cái mùi này đi, cái mùi đi nó nồng đậm lắm. Trời ơi, thôi bảo hiểm 80 luôn, thôi đi rồi, thôi chịu rồi. Trời ơi má ơi, thôi hên quá rồi cái hồn rồi. Hên quá nó ra cái hồn rồi mấy ông mà, nhưng mà đủ thiếu đá. Trời ơi cũng phải bảo hiểm rồi, thiếu đá mấy ông mà. Bây giờ 48 dĩa ra viên đá không anh? Game sắp nghỉ rồi, chơi em thêm viên đá đi. Giờ 48 dĩa ra thêm viên đá nữa không? Có không? Kỳ tích liệu có xuất hiện. Nhưng mà vẫn thiếu mấy anh em ơi, kim cương đâu mà đủ. Kim cương đâu mà đủ năng. Em gái của ta cái gì mà gây qua mấy con này nhiều quá vậy? Thiếu đá rồi, thiếu đá rồi, chết mẹ rồi, thiếu đá rồi mấy ní ơi. Thiếu đá rồi, thiếu đá rồi mấy ní ơi, kiếm đâu ra hai dĩ đen đây. Có gối nào hai dĩ không? Ôi đủ gối này ngàn năm luôn mấy ông nội. Thôi xong rồi. Còn thủy tinh không? Hết thủy tinh luôn, đồ. Đi rồi, đi rồi, đi đầu. Nếu còn có nào luôn, hết vé luôn. Hết thủy tinh luôn. Hết rồi. Hết rồi. Không, điểm danh được này vé siêu kỹ mấy anh em. Điểm danh được này là vé siêu kỹ để coi bingo coi. Còn 10 vé nữa, đập chuột. Bingo. Bingo đâu còn gì nữa đâu. Bingo bữa giờ tôi không có làm. Để mua thêm một gói giếm này nữa coi. Nhiều kiếm đâu ra một giấy đen nữa ta. Quay đầu, quay đầu, quay đầu.
Còn mấy ngày nữa vậy con chạy còn ai còn 2 ngày nữa mà kịp vô điểm danh, mấy ngày nữa kịp quay X1 không sao. Quay X1 thôi không sao hết. Quay X1. Quay đầu. Cũng là ra mà ra cái đầu rồi. À bóc kim cương hả? Rồi ok để mở bóc thôi. Đủ á, mai mua thêm được gói nữa là đủ á. Ờ đéo đủ luôn rồi ơi. Quay đầu. Oh! What's work that đi anh? What's work that? Trời ơi what? What work that? Sai cái gì đứa mà sai? What work that đi anh? No way content YouTuber 179 gì? What's work that? Vâng, và đó là hi han. Vâng, và đó là hi han. Trời ơi, sao mà đỡ được. Và đó là hi han. Sao mà đỡ được. Trời ơi, sao mà đỡ được. Mấy ní sao mà đỡ được. Mấy ní ghiền liền, lấn liền. Ờ, ghiền liền. Mẹ ghiền liền. Ôi, ghiền liền, trời ơi, mấy, ôi, ghiền liền. Mấy bé nó ghiền liền, trời ơi, mê tụi bát luôn, trời ơi, ghiền liền. Rồi, ok, sở hữu tướng biểu tượng của kênh này. Trời ơi, mẹ. Ghiền liền. Rồi, nổ cái hũ liền, mấy em, nổ cái hũ liền. Ủa, đi ra ngoài hả? Hả? Ủa, về hả? Rồi, đỉnh liền, ghiền liền. Tết hả? Ok, tết chắc vô phòng tập tết thôi chứ. Còn tết ở đâu nữa, con chày này tết gì có đồ đéo đâu tết mấy không? Con chày này có kỹ năng gì đâu để mà tết. Tết thì mấy niên cũng coi kỹ năng hết rồi. Bây giờ quay thêm 30 giấy siêu kỹ nè. Bây giờ, ủa, siêu kỹ ra chưa? À siêu kỹ mai nó mới cho quay. Rồi tưởng nó quay siêu kỹ quay được luôn, tôi quay luôn. Rồi. Quay 35 giấy nổi siêu kỹ luôn rồi đó, tướng biểu tượng của kênh nó ra rồi đó mấy anh em, đổi hình avatar cái rồi. Rồi, ok. Đấy. Tháo đồ bỏ vô huấn luyện rồi. Hình như không còn slot trống hay sao á. À đây còn. What's work that? Gõ được chắc gõ không được nhiêu đâu mấy nè, gõ yếu xìu. Phải có tinh thông nữa rồi mới mạnh được. Nay ngày gì hơn đó trời, tôi có bao giờ tôi xui đâu mà, tôi có bao giờ tôi xui đâu mấy anh em. Mày. Rồi. Chạy trước đi, để coi thử chạy gõ không nhiêu đam. Gõ bình thường gõ không nhiêu đam. 91 triệu. Uầy, mày tỷ lệ bạo cao nha. 96. Đi bỏ bộ rod vô thử nó nhiêu. Vinagame đáp ứng nguyện vọng cuối cùng. Tự nhiên mẹ tu hơn tu quay 179 giấy cho Vinagame đáp ứng nguyện vọng cuối cùng gì nữa mấy ní. Follow up lên được 77 nha, 77 yếu siêu. Để đạp 91 đúng không? Để đạp được 9 triệu, 91 triệu hay là 9 triệu 1 rồi đó. Bây giờ đạp được nhiêu?
Ôi, đập lên được tới 100 luôn nè. Tăng tăng được 30 triệu đam à. 20 triệu đam. Lực phết nha. Đấy vậy thôi, con này phải có con kinh mới mạnh mấy anh em à. Con chày này phải có con kinh mới mạnh chứ còn không có con kinh nó chưa đâu, nó bình thường lắm. Con chày này muốn chơi khỏe thì phải có con kinh thì nó mới khỏe được. Đấy. Bút hết rồi, gu cái sư rồi, lấy gu cái sư vô bút thêm mà. À, gu cái sư XXR cho nhà. À, trời ơi, giỡn hoài. Content gì mấy anh em, content tự đến với tôi mà tôi cần gì làm. Cũng vậy, yếu khác gì. Rồi. Xuân rồng bút nói cho chạy làm gì? Xuân rồng bút cho con chạy làm gì mới không nổi. Đây xuân rồng tự nhiên xuân rồng bút máu vô con chạy để làm gì? Con xuân rồng bút máu vô con chạy để làm gì nữa? Đây. Đây xuân rồng bút máu vô con chạy, xuân rồng là máu, con xuân rồng là máu tím mà mấy ông nội, còn con chạy là tích nó tích thêm máu xám mà. Tôi biết này, viewer kêu test, mấy ông kêu test là tôi đâu biết đâu. Viewer kêu test mà tôi có biết đâu. Tôi đâu biết đâu, mấy ông kêu lấy test mà. Đấy. Đâu, đâu khác biệt gì đâu. Mấy ông kêu tôi test thì tôi test thôi, tôi đâu có gì biết gì đâu. Viewer kêu test mà. Viewer tôi dạo này hơi bị vô chi lắm. Đó, nó bút đầy cái máu lên luôn rồi nè, đó. Trời ơi, mấy ông quay kiểu đéo gì trẻ ra. Tôi đi là tôi quay cùng 179 nhí cũng ra được mà. Mấy ní quay cũng ra là mấy ní dở. Rồi, có gì à? Không được nhiêu mấy em mà. Điên bóng đúng không? Gì bỏ hero hero vô chi mấy ông nội. Cũng vậy, lên được 20 triệu đam hết. Như đó rồi. Trời ơi, giờ sang liền, nhìn nặc có chày nhìn sang liền. Ôi, ba đời chày. Chày UR. Chày SR cộng. Rồi chày LSR. Ồ chày lợi ít rồi, đéo đủ lên 7 sao luôn. Đấy. Nói chung là đủ rồi đó. Nói chung là đợt sau tới clip review thôi. Wow, mày tinh thông chính là yêu cầu là cấp sao của tâm linh đẹp 7 sao. Hồi ôi. Để đi ra càng quét cái càng quét cái tinh thông phi anh hùng thử để lên tinh thông chính hết luôn. À mở cái viên nữa, để từ tí mở. Này. Cho thuê đi thầy ơi, chưa là làm clip lưu trữ xong mà. Làm clip lưu trữ xong rồi tôi cho thuê mấy anh em lo gì. Từ từ tôi sẽ mở cho thuê mà. À kích cái duyên nữa. Đây. Đấy, có duyên mà. Đó. Có duyên đầy đủ hết. Rồi ok xong rồi đó. Thỏa mãn chưa. Mấy anh em thỏa mãn chưa.
Đây là biểu tượng kênh tôi nè, hai con này là hai con biểu tượng của kênh tôi. Đó, biểu tượng của kênh tôi là hai con này. Vết dơ của tôi là con này. À, đây là vết dơ của tôi, đồ má vết dơ cuộc đời của tôi. À. Ý là sau này tôi làm xong clip đu chữ thì tôi sẽ cho mấy anh em thuê ạc này vô trải nghiệm tướng dạng gì. Vô trải nghiệm mặt YouTuber chứ cái gì đó.